Đây là hiện trường vụ cháy xưởng làm nón bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Cự ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. Hơn 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong xưởng làm nón bảo hiểm nên hô hoán và cùng nhau chữa cháy nhưng không thành. Do bên trong cơ sở chứa toàn vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã bùng phát mạnh, lửa bốc cao, cháy rụi nhiều cây xanh gần khu vực. Đường dây cáp và điện gần đó cũng bị lửa cháy hư hỏng. Lực lượng chức năng đã dùng máy bơm công suất lớn bơm nước trực tiếp dưới kênh gần đó để chữa cháy. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã làm cơ sở sản xuất nón bảo hiểm đổ sập, một số xe máy để gần xưởng cũng bị cháy lan. Theo người dân, nhà xưởng này đã ngừng hoạt động hơn tuần nay. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ việc đang được công an quận Bình Tân điều tra làm rõ.